Nam mô A Di Đà Phật. Phật thuyết đại thừa vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 175. Người giảng lão hòa thượng Tịnh Không. Xin mời mở quyển kinh. Hoa hội thứ 24 hàng thứ 8 Thứ 24 hàng thứ 8 Xem từ nguyện thứ 47 Thanh tịnh hoan hỷ Đắc bình đẳng trụ Tu Bồ Tát hạnh Cụ túc đức bổn Ứng thời bất hoạch Nhất nhị tam nhẫn Chúng ta xem tiếp phía sau. Ư ừ chư Phật Pháp bất năng hiện chứng bất thoái chuyển giả bất thụ chánh giác. Đây là hai nguyện sau cùng của 48 nguyện. Văn danh đắc nhẫn hiện chứng bất thoái. Đây là di đà đặc biệt vì giúp đỡ một loại người tất cả mười phương thế giới phát bồ đề tâm hành bồ tát đạo những người này tâm từ bi rất nặng gọi là cam chịu hy sinh chính mình thành tựu người khác trước loại người này là rất đáng được đại chúng xã hội tán thán cho nên chư phật bồ tát cũng không ngoại lệ, cũng đặc biệt quan tâm đến những người này. ở ba nguyện phía trước, chúng ta xem thấy di đà giúp đỡ họ. cái thứ nhất, giúp họ vào phổ đẳng tam muội kế đến giúp họ trong định cúng Phật mà bất thất định ý thứ ba lại giúp họ nắm chắc lấy cương lĩnh trọng yếu tự hành hóa tha chính là đà la ni cái nguyện này hôm nay chúng ta xem hai cái nguyện này lại càng tiến thêm một bước không chỉ là có thể được cương lĩnh tu học của phật pháp mà còn có thể thành tựu công phu chân thật chúng ta xem kinh văn thanh tịnh, hoan hỷ, đắc bình đẳng trụ. Hai câu này là tương đối không dễ dàng. Thế nhưng nó là thọ dụng chân thật. Bồ tát trong sáu cõi hành bồ tát đạo. Hành bồ tát đạo Dùng lời hiện đại mà nói, chính là giáo hóa chúng sanh. Vì chúng sanh làm ra rất nhiều tấm gương. Hoàn cảnh của chúng sanh rất là phức tạp. Ở trong đây được tâm thanh tịnh rất là khó khăn. Cho nên Phật Ở trong rất nhiều kinh luận Dạy bảo chúng ta Thí dụ Kinh Kim Cang Là mọi người đọc qua rất nhiều Tôn giả tu Bồ Đề Kỳ thật Đó là một vị Đại Bồ Tát Không phải người thông thường Thân phận Ngài hiện ra là A-la-hán Gọi là Đại quyền thị hiện Ngài ở thế gian này Giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn Phật dạy Ngài Bất thủ ư tướng Như như bất động Có thể giữ được hai câu nói này Bạn liền có thể vĩnh viễn giữ gìn được Thanh tịnh hoan hỷ Đắc bình đẳng trụ Đây là thọ dụng chân thật của Bồ Tát Chúng ta ngày nay sống ở thế gian này Khởi tâm động niệm sáu căn tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài đều sanh phiền não, đều bị ô nhiễm. Tại vì sao có thể bị ô nhiễm? Chúng ta phải suy xét nhiều. Muốn tường tận cái đạo lý này. Chúng ta trong có phiền não nghiêm trọng cái phiền não này tôi thường hay nói gốc của phiền não là tự tư tự lợi khởi tâm đồng niệm vì chính mình mà nghĩ. Dưới ta có lợi ích hay không? Đây là phiền não bao gồm tất cả gốc của bệnh ô nhiễm từ ở trong đây Sanh tham sân si mạng Sanh phải quấy nhân ngã Danh vọng lợi dưỡng Tâm của bạn làm sao thanh tịnh Bạn làm sao có thể được hoan hỷ Thế gian chúng ta người thông thường gọi là hoan hỷ Giả không phải là thật không phải chân thật sanh hoan hỷ. Chư Phật Bồ Tát thường sanh tâm hoan hỷ, cái hoan hỷ đó là thật, không phải là giả. Cho nên cần phải đem cái ý niệm tự tư tự lợi chuyển đổi lại. Tâm thanh tịnh hoan hỷ liền hiện tiền cách chuyển như thế nào trước khi chưa học phật khởi tâm động niệm là vì chính mình vì gia đình của chúng ta hoặc là mở rộng hơn một chút vì xã hội của chúng ta vì quốc gia của chúng ta vậy thì rất khó được rồi có thể giải quyết vấn đề thế gian này hay không xin nói với các vị không thể mỗi một người vì lợi ích của quốc gia chính mình liền khởi lên mâu thuẫn với quốc gia khác đôi bên tranh lợi lẫn nhau thế là thiên tai nhân họa chiến tranh liền khởi lên cho nên không thể giải quyết vấn đề phật dạy chúng ta trong tâm thanh tịnh không có giới hạn chúng ta xem thấy rất nhiều trên kinh đại thừa chắc chắn không có giới hạn của cái nhà không có giới hạn của chủng tộc không có giới hạn của cõi nước đương nhiên cũng không có giới hạn của tôn giáo tín ngưỡng. Cho nên, bạn phát tâm vì chúng sanh phục vụ. Chúng sanh ở đây là rộng lớn mà không có bờ mé. Nếu như nói chúng ta ngày nay vì lợi ích của cả thảy địa cầu vẫn không được. Chúng ta vì lợi ích của cái địa cầu này người ở trên tinh cầu kia vì lợi ích của tinh cầu họ còn có chiến tranh tinh cầu chân thật giải quyết vấn đề trong phật pháp đã nói chư phật bồ tát tâm lượng lớn tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới cái vấn đề này mới chân thật giải quyết được triệt để cho nên Phật Bồ Tát xả mình vì người, đối tượng của người đó là hư không pháp giới. Không có bờ mé, không có giới hạn. Vào lúc này tâm họ thanh tịnh rồi. Họ biết được hư không pháp giới, tất cả chúng sanh chính là chính mình. Chúng ta hôm trước ở trong kinh Hoa Nghiêm giảng pháp thân mười phương ba đời phật cùng đồng một pháp thân họ có nhận biết chân thật viên mãn như vậy cho nên mới có thể được tâm thanh tịnh cho nên mới được tâm hoan hỷ được bình đẳng trụ ở trong tất cả pháp được bình đẳng thông thường ở trong kinh luận đại thừa phật nói cho chúng ta nghe nghiệp nhân của mười pháp giới việc này ở trong phật giáo nói thế xuất thế gian bao gồm tất cả pháp chân tướng là gì phật là một câu nói giải đáp cho chúng ta nhân duyên quả báo đơn giản mà nói chính là nhân quả trồng nhân thiện nhất định được quả thiện trồng nhân bất thiện chắc chắn là quả bất thiện nhân gian như vậy thiên thượng cũng là như vậy trong thế pháp là như vậy trong pháp xuất thế cũng là như vậy chúng ta ở trong rất nhiều kinh luận có được chứng thực ai chịu làm như vậy phật làm như vậy bồ tát làm như vậy thanh văn duyên giác tuy là có cách làm như vậy làm không được triệt để còn có sen tạp phật cùng pháp thân bồ tát làm được tột cùng triệt để một chút sen tạp cũng không có cho nên họ được là thanh tịnh an vui chân thật chân thật đạt đến được tâm bình đẳng mười pháp giới tâm của phật là bình đẳng trong bồ tát tâm của pháp thân bồ tát là bình đẳng tâm của quyền giáo bồ tát vẫn chưa đến bình đẳng bình đẳng hai chữ này quan trọng chư phật như lai pháp thân đại sĩ các ngài bình đẳng với tất cả chúng sanh quyết định không có cao thấp cái đạo lý này quá sâu thế nhưng trong kinh đại thừa giảng được thấu triệt giảng được tường tận chúng ta phải tỉ mỉ mà thể hội phải dùng tâm bình đẳng đối nhân sự thế tiếp vật. Nhà Phật như vậy. Nhà Nho, nhà Đạo ngày trước của Trung Quốc cũng là như vậy. Trung Quốc từ Hán Vũ Đế. Đây là hoàng đế thứ hai của Triều Hán. Chế định ra chính sách giáo dục của quốc gia. Sau khi chế định chính sách giáo dục, mãi đến mãn thanh đều không thay đổi. Ngay trong hai ngàn năm này, những việc thay triều đổi ngôi rất nhiều lần. Thế nhưng chính sách giáo dục trước Sao không thay đổi Việc này rất khó được Trong lịch sử ở toàn thế giới Bất cứ một quốc gia dân tộc nào Không tìm ra được Chỉ có Trung Quốc Năm dân quốc Đem nó thay đổi Khi vừa thay đổi Tạo thành động loạn của xã hội ngày nay Hán võ đế chế định chính sách giáo dục là tuân theo khổng mạnh. Lấy học thuyết của khổng tử mạnh tử làm thành giáo dục chủ chốt để dạy nhân dân toàn quốc. Sau đó, lấy giáo dục của Phật giáo dục nhà đạo để bổ trợ bà giáo cho nên trung quốc từ xưa đến nay có ba giáo ba giáo này tuyệt nhiên không đem nó xem thành tôn giáo là xem thành ba loại giáo dục tương bổ tương thành biến thành tôn giáo là việc của cận đại phật giáo đạo giáo biến thành tôn giáo lịch sử cũng chẳng quá 200 năm, không vượt quá 300 năm. Sự việc sau năm trung Diệp triều nhà Thanh mới biến thành tôn giáo. Tuần trước, tôi từ Trung Quốc trở về đi ngang qua Hồng Kông. Hồng Kông có sáu tôn giáo. Việc này rất kỳ lạ. Sáu tôn giáo, những gì là tôn giáo? Người ta dẫn tôi đi tham quan khổng giáo Nhà nho cũng biến thành tôn giáo Toàn bộ đều thay đổi Không thể nghĩ bạc Chúng ta nhất định phải nhận biết rõ ràng Nhà nho dạy cái gì Cũng là dạy bình đẳng trụ đế dương của trung quốc lấy học thuyết của nhà nho để trị thiên hạ cho nên chúng ta đến bắc kinh tham quan cố cung cục trưởng đặc biệt dặn dò chúng tôi trong cố cung có ba công trình kiến trúc tượng trưng đế dương thống trị một quốc gia ba cái đại điện thái hòa điện trung hòa điện bảo hòa điện các vị nghĩ xem thái hòa trung hòa bảo hòa đều là có từ dịch kinh của nhà nho đại điện mệnh lệnh là từ dịch kinh mà có đây là cục trưởng dịp đặc biệt nêu ra vì sao tôi giảng đối với các đồng tu muốn đi tham quan tôi thêm cho họ một tiểu chú tôi nói các gì phải lưu ý cái gì gọi là thái hòa thái tâm phải rộng phải giống như thái hư không vậy hòa không phải hai người chúng ta hòa cả nhà hòa cả nước hòa một cái thế giới hòa tận hư không khắp pháp giới hiện tại chúng ta gọi là ngay trong thái không có rất nhiều tinh hệ rất nhiều ngân hà chúng ta thấy đều phải hòa với họ vậy mới gọi là thái hòa thái hòa mới có thể giải quyết được vấn đề mới có thể tránh được chiến tranh giữa các tinh hệ bạn xem cái tinh hệ này bao lớn Làm thế nào thực tiễn thái hòa Trung hòa Trung là cái gì? Không có tâm thiên lệch Không có tà tâm Không thiên không tà Gọi là trung Chúng ta có chút tâm riêng tư vì thì cái tâm đó không trung Tâm liền lệch Tâm liền tà Các vị nghĩ xem cái gì đạo lý này Tâm phải để ở trung Quyết định không thể có tâm thiên lệch Các vị phải nên biết Trung hòa là chân tâm Nhà Phật gọi là Chân như bổn tánh Trung đạo đệ nhất nghĩa Dịch Kinh nói Trung Hòa cách nói không như nhau ý nghĩa hoàn toàn giống nhau tâm của phật bồ tát ở ngay trung đó là pháp thân bồ tát quyền giáo bồ tát cái tâm đó bị lệch đi một chút lệch mức độ nào không lớn ba đến năm độ mà thôi vẫn xem là trung bích chi phật a la hán mức độ lệch càng lớn đến cõi người chúng ta Thiên lệch Đã vượt quá 90 độ Hơn 100 độ rồi Cho nên vấn đề rất nghiêm trọng Phật giảng cho chúng ta Địa ngục ngà quỷ rút xanh Cõi địa ngục là 180 độ Hoàn toàn trái ngược trung đạo Việc này chính là như vậy bạn thấy Nho thích đạo ba giáo Thánh nhân của ba giáo Đều là dạy cho chúng ta Phải trung đạo Phải học trung hòa Phía sau trung hòa là bảo hòa Làm thế nào có thể vĩnh viễn giữ được Trung hòa và thái hòa Bạn xem cái gì đạo này Cho nên Họ mới chân thật có thanh tịnh, hoan hỷ, bình đẳng trụ. Chúng ta học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng là như vậy, dạy bảo chúng ta. Chúng ta muốn học Phật học từ chỗ nào, bạn xem Phật Bồ Tát. Tổ sư Đại Đức xưa nay dạy bảo chúng ta tu từ căn bản. Căn bản chính là khởi tâm động niệm. Căn bản là một tâm pháp. Tâm nhất định phải chánh, nhất định phải trung. Chánh mà không tà, trung là không thiên vĩnh viễn gìn giữ trung chánh bạn thành phật thì không xa rồi thành phật thành tựu vô lượng trí tuệ thành tựu vô lượng đức năng thành tựu vô lượng tài nghệ thành tựu vô lượng tướng hảo bạn muốn hỏi tại vì sao có thể thành tựu ở trên kinh phật nói với chúng ta những thứ này là trong chân tâm của chúng ta vốn sẵn đầy đủ không phải từ bên ngoài đến chỉ cần tâm của chúng ta hồi phục đến trung chánh không còn có thiên tà trí tuệ đức năng vốn đủ trong tự tánh của chúng ta liền hiện tiền cho nên phật pháp gọi là nội học là từ trong tâm tánh của chính mình mà tu học không ở bên ngoài chúng sanh sáo cõi mê hoặc điên đảo mê ở chỗ nào vậy không biết được cái đạo lý này không hiểu rõ chân tướng sự thật tất cả tham cầu đều hướng bên ngoài đều là hướng ra ngoài mà cầu hướng ra ngoài mà cầu chưa chắc cầu được cho dù cầu được rồi vẫn là trong mạng của bạn đã có trong mạng không có chắc chắn bạn sẽ cầu không được Nói trong mạng đã có Các vị phải hiểu được Đã là đệ nhị nghĩa Không phải đệ nhất nghĩa Trong đệ nhất nghĩa nói Trong bổn tánh của chúng ta vốn sẵn đầy đủ Người thế gian hiện tại Không luận người Trung Quốc, người nước ngoài Người lớn, trẻ nhỏ Không một người nào không tham tiền Đều thích tiền Tiền từ vô đâu mà có Trong tự tánh vốn sẵn đầy đủ Việc này họ không biết Tâm tâm niệm niệm hướng ra cảnh giới bên ngoài mà phan duyên Làm thế nào để đi kiếm được tiền Không phải thật Nếu như tiền tài có thể kiếm ra được Những người thông minh phải nên đều có thể kiếm ra tiền Tại vì sao? Có rất nhiều người tuyệt đỉnh thông minh tài trí cả đời làm giáo thọ nghèo nhận một ít tiền lương trải qua ngày tháng ngay chính mình muốn mua vài quyển sách cũng không có tiền thầy của tôi chính là một thí dụ tiên sinh phương đông mỹ đây là một nhà triết học nổi tiếng trên thế giới đích thực thông minh tuyệt đỉnh trong mạng không có tiền Sau khi tôi học Phật Mới bỗng nhiên hiểu ra nhiều được Ngay trong đời quá khứ Không có tu tại bố thí Tu những pháp bố thí Pháp bố thí thì Được thông minh tài trí Tài bố thí được tiền tài Ngay trong đời quá khứ Ông không có tu tại bố thí Ông tu là pháp bố thí Cho nên ông có trí tuệ cao độ đời sống vật chất trải qua được rất khó khăn ông khoảng trung niên về sau học phật đem kinh phật xem thành triết học để nghiên cứu vẫn là chưa có thực tiễn cho nên cả đời vẫn là trải qua ngày tháng nghèo cuộc đời vẫn không thể nào cải thiện được tôi thấy được rất rõ ràng thế nhưng tôi ở trước mặt ông không dám nói tôi cũng không dám khuyên ông thế nhưng tôi chính mình thực tiễn tôi nghĩ lại tôi những năm đầu đại khái tu nhân đời trước cũng gần giống như ông đời trước tu pháp bố thí lơ là đi tài bố thí cho nên khi tôi còn trẻ đời sống vật chất rất là gian khổ. Chân thật là rất khổ. Học Phật, học Phật 15 năm đầu cũng là khổ không nói ra lời. Tuổi trẻ cũng không hề gì, chịu chút khổ cũng không sao. Tôi học Phật 7 năm thì xuất gia Vừa xuất gia thì lên đài giảng kinh Đã giảng 40 năm Tôi giảng kinh giảng đến 20 năm Mới có một đào tràng nhỏ Các vị đi qua Đài Loan Xem thấy thư viện Phật giáo Hoa Tạng 20 năm mới có cái đạo tràng như vậy Sau khi có cái đạo tràng này Mọi người xem thấy phước báo Mỗi năm đều không như nhau Cho nên tôi ngay đời này có được chút phước báo Là ngay đời này tu được Không phải đời trước Không giống rất nhiều Pháp Sư Phước báo của họ là đời trước tu được Không phải ngay đời này tu Tôi đời trước không có tu phước báo Thế nhưng đời trước tu trí tuệ Cho nên ngay đời này Học kinh giáo đặc biệt dễ dàng Cũng có thể có được chút khế nhập Nếu như nói là Lại có thể tu Vô ý bố thí bạn liền được khỏe mạnh sống lâu Cái điểm này tôi cũng rất là chú ý Bởi vì Khi tôi còn trẻ tuổi Đại khái Năm 18, 19, hai năm này Đi săn, sát sanh quá nhiều Tôi biết được cái quả báo này Rất đáng sợ cái quả báo này là Quả báo đoạn mạng Làm cái sự việc này Nhiều bệnh đoạn mạng vào lúc đó là vô tri Không hiểu biết Sau khi học Phật rồi Bỗng nhiên giác ngộ ra Khi tôi học Phật Rồi thì phóng sanh Bố thí thuốc men Tuy là thu nhập rất ít Tôi chuyên môn ưa thích Làm hai sự việc này giúp đỡ những người bệnh phóng sanh. Cho nên tôi học Phật. 6 tháng tôi liền ăn trường chay sám hối từ trước sát nghiệp rất nặng. Vẫn xem là không tệ cái nghiệp này chuyển đổi lại. Có rất nhiều đồng tu đều biết khi tôi còn trẻ rất nhiều người xem tướng đoán mạng cho tôi đều nói tôi không qua được 45 tuổi. Tôi rất tin tưởng, tôi tiếp nhận cách nói này. 45 tuổi năm đó cũng bị một trần bệnh. Vừa tròn một tháng, tôi cả đời không hề bị bệnh. Vào lúc đó bị bệnh một tháng, sau một tháng thì hết, cũng không có việc gì. Đã qua được cửa ải này, thông qua rồi. Năm xưa, Cam Châu hoặc Phật, đây là bạn cũ của tôi, ông cũng ấn chứng cho tôi. Có một năm chúng tôi gặp nhau ở trong một pháp hội. Ông nói với tôi, ông nói lúc trước, chúng tôi ở sau lưng nói về ông. Tôi hỏi, nói tôi về cái gì? Nói ông người rất thông minh, đáng tiếc không có phước báo lại đoản mạng. Nói những việc này, những việc này tôi biết. Những việc này không cần phải nói sau lưng tôi Nói ngay trước mặt tôi cũng được rồi Tôi rất rõ ràng Tôi có thể tiếp nhận Ngài nói hiện tại Ông mấy năm gần đây giảng kinh nói Pháp Cái công đức này rất lớn Thấy đều chuyển đổi rồi Không những ông có phước báo Mà ông còn rất trường thọ Đây là ngày chúc phúc cho tôi Cho nên Thế xuất thế gian Pháp Là Pháp nhân quả chúng ta hiểu được đạo lý của nhân quả hiểu rõ chân tướng sự thật của nhân quả ý niệm chuyển đổi lại hành vi chuyển đổi lại quả báo của chúng ta thấy đều chuyển đổi cho nên các vị ngày nay xem thấy tôi phước báo trí tuệ khỏe mạnh sống lâu các vị đều có thể xem thấy các vị xem thấy cái giảng đại này tôi không cần dùng cái gì tôi một bước liền có thể lên được tôi còn có cái thể lực này do đây có thể biết tu ba loại bố thí này quan trọng chắc chắn không vì chính mình tôi trước giờ chưa hề nghĩ đến chính mình phải hưởng thụ Chính mình phải khỏe mạnh sống lâu Tôi đều chưa nghĩ qua Tất cả gì chúng sanh Tất cả gì xã hội Toàn tâm toàn lực Giúp đỡ người khổ nạn thế gian này Người thế gian có ai mà không khổ nạn Thiên vương trên trời cũng có khổ nạn Khổ nạn gì vậy? Không thể thoát sanh tử không thể siêu dược sáu cõi luân hồi, đây là khổ. Cái khổ chân thật, người thế gian biết được không nhiều. Loại khổ nạn ngay trước mắt, việc nhỏ. Không tính vào đâu. Làm thế nào chân thật hiểu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, đây là đại sự đây là phật dạy chúng ta nếu như chúng ta không thể tiếp nhận giáo dục của phật giáo dục của nhà nho giáo dục của nhà đạo tuy là nói đến nói được không rõ ràng nói được không đủ thấu triệt chúng ta rất không dễ dàng lý giải chỉ riêng phật pháp nói được rất rõ ràng nói được thấu triệt nói được tường tận người căn tánh trung hạ chỉ cần duyên phận tốt cái gì là duyên phận tốt gặp được thầy giáo tốt gặp được hoàn cảnh tu học tốt chính mình lại chân thật chịu ham học cái vấn đề này không khó giải quyết đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh làm rõ ràng làm tường tận đây là đại học vấn đây là trí tuệ chân thật sau đó tư tưởng của chúng ta thuần chánh chắc chắn không có thiên tà hành vi của chúng ta thuần chánh quyết định không tạo ác nghiệp chúng ta tạo ra là thuần thiện mà không ác quả báo có được chính mình không nên đi hưởng thụ hoàn toàn tặng cho người khác đi hưởng thụ chúng ta chính mình hưởng thụ cái gì thanh tịnh khoái lạc được bình đẳng trụ chúng ta đi hưởng thụ cái này bao gồm tất cả phước đức đều cống hiến cho xã hội đều cho người khác tôi cũng sắp gần có hơn 20 năm rồi Không hề dùng qua tiền Mười mấy năm trước Dường như là lần thứ hai Lần thứ ba khi tôi đến Hoa Kỳ Vào thời gian đầu của năm 80 Rất không dễ dàng Đi lên phố mua một ít đồ Tôi đến Hoa Kỳ ở được ba tháng Tiêu hết chín đồng vẫn là yêu cầu, yêu cầu đồng tu để tôi thử xem, dùng thử xem. Tôi cần những thứ gì thì họ đều chuẩn bị cho tôi rồi, không cần phải bận tâm chút nào, cho nên tiền không có chỗ dùng. Hơn 20 năm không dùng đến tiền. Cho nên không có khái niệm đối với tiền vàng. Đức thực là không hề biết đến. Cái tâm thanh tịnh Cái thứ đó rất là đáng ghét Trong lòng nếu có những cái trương mục này Thì rất là phiền phức Thật là phiền não Cho nên chúng ta buông xả Trước tiên phải đem cái thứ này buông xả Danh vọng lợi dưỡng Năm dục sáu trần Phải triệt để buông xả Mới có thể chân thật đạt đến Thanh tịnh hoan hỷ Đắc bình đẳng trụ đây là tự thọ dụng. Chúng ta gọi là hưởng thụ cao nhất của Phật pháp. Đây là từ trước lão sư phương dạy chúng ta. Hưởng thụ cao nhất của nhân sinh là hai câu này. Hiện tại chúng ta đọc cái văn này biết được. Chúng ta chính mình chịu phát tâm, chịu học tập. Được A Di Đà Phật bổn nguyện gia trì. cho nên mới có được hiệu quả rõ ràng như vậy chính mình được thanh tịnh bình đẳng rồi nhất định phải giúp đỡ người khác phía sau giảng tu bồ tát hạnh bồ tát hạnh phạm vi bao gồm quá rộng quá lớn Thích Ca Môn Ni Phật quy nạp cho chúng ta sáu cái cương lĩnh. Cái cương lĩnh thứ nhất gọi là bố thí. Bố thí dùng lời hiện đại mà nói, toàn tâm toàn lực giúp đỡ người khác, chăm sóc người khác. Đây gọi là bố thí. dùng tài lực vật lực của chính chúng ta trí tuệ lao lực vì tất cả chúng sanh phục vụ việc phục vụ này là vô điều kiện cái phục vụ này là nghĩa vụ đây là một điều kiện quan trọng nhất của bồ tát hạnh giúp đỡ người khác phục vụ xã hội nhất định phải tuân thủ pháp luật tuân thủ pháp luật chính là điều kiện thứ hai là trì giới ba la mật ý nghĩa của trì giới chính là tuân thủ pháp luật nhất định không làm những việc phạm pháp hiện tại giao thông thuận tiện chúng ta thường hay đi du lịch đến các quốc gia khác Đi du lịch đến nơi nào Nhất định Phải tuân thủ pháp luật Của địa phương đó Tuân thủ Phong tục tập quán Của khu vực đó Cùng kết thành Một khói với họ Người ta liền sanh tâm hoan hỷ Chúng ta Vì họ phục vụ Họ mới chịu tiếp nhận Nếu như Bạn không tuân thủ pháp luật trái ngược với phong tục tập quán của họ bạn muốn thay họ phục vụ người ta sẽ cường tuyệt người ta không tiếp nhận cho nên nhất định phải hiểu được thủ pháp trì giới chính là thủ pháp điều thứ ba vậy chúng ta phải nhẫn nhục nhẫn nhục chính là bạn phải có lòng nhẫn nại bạn phải có thể quán cơ nhất định phải hiểu được thời tiết nhân duyên hiểu rõ cái khu vực này chúng sanh của cái khu vực đó tình hình đời sống của họ hoàn cảnh hiện tiền của họ rất có lòng nhẫn nại giúp đỡ họ luôn luôn là một việc tốt quyết không phải là thời kỳ ngắn ngủi thì có thể làm được tốt có một số chúng ta ngay thời đại này vẫn không thể thành tựu phải hiểu được đời thứ hai đời thứ ba các vị xem thấy tổ sư đạt ma đến trung quốc thiền tông hay ngài quan sát người trung quốc có cái căn tánh này thế nhưng khi ngài đến hoàn cảnh xã hội trung quốc chưa có cách gì Tiếp nhận cái pháp môn này của Ngài Ngài rất có lòng nhẫn nại Ngài đi đến chùa Thiếu Lâm để diện bích chín năm đợi một huệ khả Ngài đem cái pháp này truyền cho ông Huệ khả truyền cho tăng sáng Tăng sáng truyền cho đạo tính Đạo tính truyền cho hoàng nhẫn năm đời đều là đơn truyền đời thứ sáu truyền đến huệ năng khai hoa kết quả thiền tông được mở mang rộng lớn bạn nghĩ xem lòng nhẫn nại lớn đến như vậy không phải hoàn thành ở trên chính bản thân mình cho nên phải nên biết xã hội của chúng ta ngày nay vấn đề rất là nghiêm trọng tôi thường hay nói với các đồng tu gia đình mỹ mãn xã hội phùng dinh quốc gia an định thế giới hòa bình xây dựng ở trên nền tảng của giáo dục Sau đó bạn liền hiểu được Tại vì sao Trung Quốc hơn 2.000 năm Lịch đại đế dương Thay đổi triều ngôi Mà không dám thay đổi chính sách giáo dục Chính sách giáo dục trước sau không thay đổi Họ chính là biết được Tính quan trọng của giáo dục Bốn loại giáo dục này Cái thứ nhất là giáo dục gia đình nhà nho nói được rất viên mãn cái thứ hai là giáo dục học đường từ trước giáo dục học đường cũng là lấy học thuyết của khổng mạnh làm nền tảng cái thứ ba là giáo dục xã hội giáo dục xã hội vào thời xưa trung quốc dùng phương pháp gì dùng nghệ thuật vào thời đại cổ xưa thi ca đó là giáo dục xã hội khổng lão phu tử chu du liệt quốc đem dân ca của các nơi những ca từ mà họ đã hát hồi tập lại chỉnh lý làm mới biên tập thành kinh thi hiện tại chính là bao gồm những nghệ thuật này hiện tại càng nhiều hơn so với giới trước rồi hiện tại ở trên văn tự báo chí tạp chí điện ảnh hí kịch ca vũ những thứ này đều là giáo dục xã hội mà từ trước giáo dục xã hội khổng lão phu tử định ra một tông chỉ các vị đọc qua luận ngữ đều đọc qua thi tam bách kinh thi là một đại biểu giáo dục xã hội nhất ngôn dĩ tế chi nhật tư vô tà tông chỉ của giáo dục xã hội giáo dục xã hội ngày nay không có giáo dục xã hội ngày nay chuyên môn dạy người tà tri tà kiến cùng tông chỉ giáo dục của cổ thánh tiên hiền chúng ta trái ngược đến 180 độ cái thứ tư là giáo dục tôn giáo tôn giáo là giáo dục là đỉnh cao nhất trong giáo dục thế nhưng ngày nay giáo dục tôn giáo không còn tôn giáo lưu lại là hình thức biến thành mê tín ngày nay bốn loại giáo dục này đều không còn xã hội này làm sao không loạn lòng người không có chỗ nương về người không biết ngay đời này phải sống như thế nào. Cho nên nói ý nghĩa của nhân sinh, giá trị của nhân sinh đều trở thành vấn đề rất nghiêm trọng. Bốn loại giáo dục này đã hủy mất Trùng tân xây dựng lại Thì thật là không dễ dàng Cho nên Nước ngoài rất nhiều nhà tôn giáo nói Thế giới ngày tà Thế giới ngày tàn là gì Không phải nói hủy diệt cái thế giới này Bốn loại giáo dục này không còn Chính là thế giới ngày tàn Xã hội đồng loạn Lòng người bất an Suốt ngày bàng hoàng cái hiện tượng này chính là ngày tàn cho nên chúng ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có cầu các tôn giáo vì sao vậy tín đồ của các tôn giáo thực tế mà nói vẫn là tương đối lương thiện tương đối dễ dàng tiếp nhận học thuyết nhân quả có thể tin tưởng nhân quả báo ứng con người này liền được cứu nếu như nghe đến đạo lý của nhân quả báo ứng không hiểu sự thật không thể tiếp nhận con người này hết cứu họ liền rơi vào ở trong ngày tàn Không thể quay đầu Đây là chúng ta những năm gần đây Rất chăm chỉ nỗ lực Liên hiệp các tôn giáo khác nhau Trên toàn thế giới Chúng ta không gì khác hơn Luôn là hy vọng Mỗi một tôn giáo Không chỉ là ở trên nghi thức càng quan trọng là ở trên giáo học phải đem đạo lý trong kinh điển của họ giảng giải ra kinh điển đều là dạy cho chúng ta làm sao làm người làm sao làm việc làm sao đối nhân xử thế tiếp vật phật là như vậy mà dạy chúng ta Nho đạo là như vậy mà thuyết pháp Chúng ta xem qua các kinh điển khác Tân ước cựu ước của Kitô Tô giáo Kinh Cô Rang của Hồi giáo Tôi cũng thường đọc tụng Cũng là vậy chúng ta Làm thế nào làm người Làm thế nào xử thế Nó là giáo dục Giáo dục rất tốt Cho nên chúng ta nhất định phải liên hiệp lại Tôn giáo khác nhau Phương pháp khác nhau Dạy bảo tất cả người căn tánh khác nhau Đây chính là trong Phật Pháp thường nói Quy nguyên vô nhị lộ Phương tiện hữu đa môn Các tôn giáo khác nhau Đó là phương tiện có nhiều chúng ta qua lại với rất nhiều tôn giáo giao đàm trao đổi ý kiến chúng ta có được một kết luận cái kết luận này cùng trong phật pháp nói hoàn toàn tương hợp mọi người đều biết chẳng phải phật thường nói từ bi vi bổn phương tiện vi môn chúng ta chỉ dùng câu giáo huấn này cùng các tôn giáo trên toàn thế giới liên kết thành một thể từ bi chính là yêu thương vì giáo chủ của tôn giáo nào thần thánh của họ đều là nói thần ái thế nhân nhà phật gọi là từ bi từ bi chính là yêu thương cho nên cái căn bản này hoàn toàn giống nhau phương thức giáo học không như nhau đó chính là phương tiện là cửa cho nên tôn giáo khác nhau có thể dung hòa cùng nhau có thể đoàn kết thành một thể giáo học mục đích sau cùng chúng ta nêu ra là bao câu nói xã hội an định thế giới bình đẳng nhân dân hạnh phúc mỗi một tôn giáo đều thừa nhận đều không phản đối căn bản của chúng ta giống nhau tâm yêu thương chân thành phương hướng mục tiêu của chúng ta giống nhau đều là mong cầu xã hội an định thế giới hòa bình nhân dân hạnh phúc sau đó chúng ta triển khai kinh điển cùng nhau thảo luận thì dễ dàng rồi chúng ta đã có phương hướng rồi có cái nền tảng rồi tự nhiên đều có thể dung hợp ngày nay không chỉ là qua lại trên cảm tình của chúng ta chúng ta ở trên giáo lý giáo nghĩa đều có thể tương thông việc này Đối với cả thảy Thế giới hòa bình Thế giới xã hội an định Có sự giúp đỡ rất lớn Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử thiền chân Thành kính cúng dường nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc nam mô a di đà phật